băng qua đường ngang dân sinh đúng lúc đoàn tàu lao tới, chiếc xe đầu kéo chở đê cát bị tàu tông hất văng sang bên đường. Sau tai nạn, đoàn tàu hỏa bị chật bánh một toa tàu và chậm hành trình nhiều giờ đồng hồ. Vụ tai nạn xảy ra vào trưa nay, ngày 11 tháng 3, tại đoạn đường sắt chạy qua địa bàn xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Theo đó vào khoảng 12 giờ 30 phút trưa cùng ngày, tàu hỏa chở khách mang số hiệu SE8 chạy hướng Nam Bắc khi đi đến km 304 500 đoạn qua xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, Nghệ An thì xảy ra va chạm với xe tải chở cát. Thời điểm này, chiếc xe chở cát chạy qua đường ngang dân sinh là lối tự mở giao cắt với đường sắt. Cú va chạm làm trận bánh một toa xe thứ hai, đầu máy hư hỏng nặng. Một phần cabin xe tải cũng bị bẹp rúm. Rất may, vụ tai nạn không có thương vong về người. Hàng trăm hành khách trên tàu SE8 tạm thời được đưa về ga gần nhất, chờ thời gian khắc phục để tiếp tục hành trình. Các công nhân đường sắt và lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục hậu quả, thông tuyến đường sắt vụ tai nạn đã khiến đoàn tàu bị chậm nhiều giờ đồng hồ. Đến cuối giờ chiều nay, lực lượng chức năng đã tiến hành cẩu chiếc xe gặp nạn ra khỏi hiện trường và đưa các toa tàu bị hỏng về ga Vinh và đảm bảo thông tuyến đường sắt sau tai nạn. Vị trí xảy ra tai nạn là đoạn đường ngang dân sinh không có barrier gác chắn nhưng đã được ngành đường sắt lắp đầy đủ biển cảnh báo cấm xe chở người trên 9 chỗ và xe tải trên 2,5 tấn.